Factов, на которые ngày 21 tháng 6, các đại sứ của Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine thêm 6 tháng. Theo các nguồn tin ngoại giao EU, các đại sứ 28 quốc gia thành viên EU đã thông qua quyết định về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên, để có hiệu lực, quyết định này phải được chính thức thông qua trong cuộc họp các bộ trưởng EU vào ngày 24 tháng 6 tới. Nếu được thông qua, các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngành năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga sẽ được kéo dài đến cuối tháng 1 năm 2017, sau khi hết hạn vào cuối tháng 7 năm 2016. Tuần trước, EU cũng gia hạn thêm một năm những biện pháp trừng phạt khác vốn được áp đặt sau khi Crimea xâm nhập vào Nga hồi tháng 3 năm 2014. Ngoài các biện pháp cấm vận kinh tế, đầu năm 2014, EU cũng áp đặt một loạt lệnh cấm thị thực và đóng băng tài sản đối với một số người Nga và Ukraine liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.